nên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gập cái thân với cái lá của bông hoa. Của bông hoa này mình đã hướng dẫn các bạn cách gập bông hoa, thì mình sẽ hướng dẫn một phần các bạn nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gì luôn. Để đây cho keo nó khô nha. Đây là bông hoa tulip của mình sau khi mình đã gấp xong.
người có thể tham khảo thêm mình để góp nha, mọi người hãy học thêm mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình và hẹn gặp mọi người vào những video lần sau. Bye bye, hẹn gặp lại nha.